Hello mọi người, lại là Linh đây. Ngày hôm nay thì là khoảng gần một tuần trước Tết và cũng là vài ngày trước khi mà tiện ông Công ông Táo về trời, thế nên là mình quyết định lau dọn nhà cửa cuối năm cho sạch sẽ và tươm tất. Vừa dọn dẹp vừa tranh thủ đốt chút nến thơm cho nó có không khí ở trong nhà. Xong rồi thì mình cũng thay vỏ gối cushion cho ghế sofa của nhà mình nữa. Linh thì hay mua vỏ khối thêu hoa nhã nhặn kiểu này lắm. Không gian phòng khách trông sẽ trang nhã hơn rất là nhiều. Mà bày biện vào dịp này thì nó sẽ mang lại cái cảm giác đầy sắc xuân muôn hoa đua nở với mọi người. Tất nhiên cuối cùng không thể thiếu được việc lau chùi góc bày những cái hũ nến đặc biệt hoặc là yêu thích của Linh rồi. Góc này cũng là cái góc mà mình yêu nhất sau khi mà sửa nhà xong vào dịp cuối năm vừa rồi đấy. Dọn nhà xong thì Linh nghỉ ngơi một chút và tranh thủ uống thực phẩm chức năng có lợi cho cơ thể của mình. Càng thêm tuổi thì mình càng thích thú và chiêm nghiệm việc chăm sóc bản thân mình hơn. Thế nên là để tăng cường sức khỏe cũng như là hỗ trợ bổ sung cơ thể một cách tốt nhất thì Linh đã tạo ra được thói quen uống các loại thực phẩm chức năng bổ sung như bây giờ đây. Đây là bạn tinh chất nghệ nano Linh uống hàng ngày pha với nước, rất chi là dễ uống, không có mùi nghệ một chút nào cả. Và Linh sử dụng nó để hỗ trợ các cái vấn đề về dạ dày của mình, bởi vì Linh bị chứng trào ngược dạ dày và những cái dạng tinh chất nghệ nano này thì nó sẽ rất là tốt cho các bệnh về dạ dày. Và ngoài ra thì mỗi ngày Linh sẽ uống thêm một viên vitamin C mà có kiểu khoảng tầm 1000mg mọi người, thì để tăng cường sức đề kháng của mình, đặc biệt vào mùa dịch như thế này, và cũng sẽ giúp đỡ hỗ trợ cơ thể mình hơn để đỡ bị cúm các thứ này nọ. Thế nên là hàng ngày thì Linh sẽ check hai cái này. Ngoài ra thì đợt này Linh cũng mới kết nạp thêm một em nữa. Bạn này thì là InnerV Aquarich Double Up. Em này thực ra Linh kết nạp bởi vì Linh đã quá là mê cái em cùng nhà là InnerV Glow Shot Collagen, rất là mê mẩn. Linh đã nhắc tới bạn này rất là nhiều rồi. Công dụng của bạn InnerV Aquarich Double Up này thì đơn thuần là nó sẽ bổ sung thêm hyaluronic acid cho da này. Thế nên là nó sẽ cung cấp tăng cường độ ẩm cho làn da của mọi người, giúp da mọi người được sáng mịn hơn, và đặc biệt là nó cũng có tác dụng là để bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời nữa. Thế nên sẽ rất là tốt để bọn mình sử dụng duy trì hàng ngày. Như mọi người biết đấy, thì là hàm lượng hyaluronic acid tự nhiên trong cơ thể bọn mình nó sẽ giảm đi rất là đáng kể sau 30 tuổi. Thế nên là tầm tuổi như mình là sẽ cần phải bổ sung thêm khá là nhiều rồi. Thực ra thì Linh chưa có sử dụng cái phiên bản InnerV Aquarich và bản cũ, nhưng mà theo như Linh tìm hiểu thì cái bản mới Aquarich Double Up này thì nó sẽ tăng cường nhân 2 cái hàm lượng HA lên thành là 240mg. Thế nên nó sẽ nâng đôi được cái khả năng mà cung cấp độ ẩm cũng như là bảo vệ da của mình khỏi những cái tia UV. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, một ngày mình sẽ uống 2 viên để giảm các tình trạng như là da khô này hay là sạm nám. Và ngoài ra thì nó cũng sẽ giúp làm mềm những cái vùng da mà có các lớp sừng dày, ví dụ như là dưới khuỷu tay của mình này hay là khuỷu chân. Và nó sẽ cung cấp thêm, tăng cường thêm độ ẩm và giúp cho da của mình căng bóng mịn hơn, đặc biệt là những bạn mà đang ở cái độ tuổi lão hóa ấy. Bạn này thì Linh mới dùng được khoảng tầm trên 2 tuần nay thôi, nhưng mà hiện tại thì mình cảm thấy là da nó sẽ đỡ bị tiết dầu này, với cả nó cũng đỡ bị khô nữa, mặc dù thời tiết dạo này có hơi nóng, hơi thay đổi một chút. Anyway thì Linh cảm thấy là mình đang làm được một cái habits, một cái thói quen rất là tốt cho cơ thể của mình khi uống những cái loại thực phẩm chức năng như vậy để tăng cường, bổ sung thêm sức khỏe cũng như là hách tuổi làn da thật là xịn, chuẩn bị đón Tết nữa. Linh mới rửa bát xong mọi người ơi. Lúc nãy mọi người thấy thì Linh đã phải dọn hết cái đống đồ của Christmas rồi. Thực ra thì mình rất là thích cái không khí Giáng sinh này nọ, thế nên là mặc dù đã qua Giáng sinh rất là lâu, gần hơn tháng rồi, nhưng mà mình vẫn để Christmas decoration đầy nhà. Nhưng mà tính ra thì bây giờ chỉ còn có tầm gần 2 tuần nữa là Tết rồi, thế nên là mình quyết định là phải bỏ hết tất cả những cái Christmas
Giáng sinh decoration đấy đi. Và bây giờ thì Linh mới đặt thêm hoa. Thường thì Linh hay mua hoa online ấy. Thế nên là mình đặt thêm mấy bông hoa mà kiểu nhìn cho nó xuân xuân, kiểu vàng, các thứ này nọ về. Để tí nữa mình sẽ cắm hoa và bày nhà cho nó xinh. Linh cũng mới order đồ ăn. Trưa nay sẽ ăn cơm gà Hà Nam. Tại vì mình thường buổi trưa có một mình thôi. Thế nên là mình sẽ order đồ về ăn cho nó nhanh. A few minutes later. Ta-da! Cơm gà của Linh đã về rồi. Dạo này Linh mới phát hiện ra một chỗ bán cơm gà Hải Nam khá là ngon. Bởi vì buổi trưa thì mình hay order về mà. Chỗ này thì tên là gì? Yummy gì đấy. Cơm gà Hải Nam. Linh sẽ để link ở phía description box cho mọi người nếu như mọi người ở trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Chỗ này ấy, ăn gà rất là mềm mềm, kiểu như tan ở trong mồm luôn ý. Xong rồi cơm thì rất là dẻo nữa. Boomy! Cơm rất là dẻo nữa, thế nên là siêu recommend chỗ này cho các bạn nào mà cần ăn trưa và đặt đồ về ăn nhé. Đây là hoa thanh liễu nha mọi người. Thanh liễu này Linh mua hôm nay thì là màu vàng. Bình thường thì mình có màu trắng, và đợt này Linh đang rất là mê cái hoa này luôn, bởi vì nó rất là chơi được rất là lâu ấy, mình chơi được phải tầm trên 2 tuần. Đợt này thì Linh muốn mua màu vàng cho nó mang kiểu sắc xuân, hơi như kiểu màu kiểu của hoa mai, trông rất là xinh. Cái này ấy thì hôm nay Linh dùng lọ cao, thế nên là mình cũng không phải tỉa nhiều. Linh tính là chỉ tỉa bớt mấy cái cành ở dưới này này, xong rồi cắm thẳng nó vào lọ thôi. Cái lọ nào của Linh mà thấp hơn á thì mới cần cắt ở bên dưới. Nói chung là cái này cắt cũng dễ, không có gì khó cả, để Linh ướm thử nhé. Xem nào. Có khi vẫn phải cắt một tí ở dưới luôn. Đây, cành này là phải cắt này. Thực ra cái gốc của nó nhìn trong ngoài vẻ hơi dày thôi, nhưng mà chỉ cần kiểu hơi bẻ bẻ một phát là nó cũng sẽ dậy. Còn một cành bị rớt cho một đây. Là sẽ mang ra bày ở phòng khách. Chưa các thứ xong xuôi, bây giờ mình chuẩn bị đi ra ngoài, thế nên là Linh quyết định touch up makeup một xíu. Mặc dù bây giờ toàn phải đeo khẩu trang khi mà đi ra ngoài đường thôi để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh ấy, nhưng mà Linh vẫn thích cái cảm giác là tô quẹt son phấn má xinh rồi thoa son mà mình thích. Mặc dù thực sự là mình chả cởi khẩu trang ra cho ai nhìn cả, mà cũng chẳng ai nhìn thấy makeup của mình. Hiện tại thì Linh đang ở Flora Punk bởi vì brand của mình có đợt pop-up cuối năm tại đây. Lúc mình quay thì là khoảng tầm ngày thứ 2 của pop-up rồi. Bạn nào mà đã qua và ủng hộ Linh cũng như là Defler thì mình cảm ơn rất là nhiều nhé. Trước việc xong với cả nhân viên ở bên pop-up thì Linh cũng tranh thủ xem túi này cũng như là đồ phụ kiện của For Punk, và cũng đã mua được một vài sản phẩm cho bản thân bởi vì rất là xinh và cũng rất là hợp với cả style của mình. Hello mọi người, Linh mới quay trở về xong. Lúc nãy sau khi đi ở For Punk xong thì Linh có đi qua chỗ khung kính Frame C. Chỗ này Linh có mua một lần cho ở bên tiệm của mình, và mình có chọn ra được một vài bức trông rất là xinh để Linh treo ở góc này này. Mình mới mua kính ở đây mà, thế nên mình muốn kiểu fill in cái góc đấy. Nên Linh đã vai để về, nhưng mà tạm thời thì chắc là sẽ chưa show cho mọi người là mình mua gì đâu. Linh sẽ đợi tối nay anh Hải về xong rồi nhờ anh Hải treo lên cùng. Tại vì cái này cũng cần phải có một người ngắm, một người chỉnh ấy, treo nó mới vừa chuẩn. Đấy, hôm nay đi có một tí thôi mà đã thấy mệt rồi. Mình cảm thấy là mình đúng là quen kiểu như là online shopping nhiều hơn đó. Mỗi lần mà kiểu mình đi ra ngoài shop, đặc biệt là kiểu Tết tiết, cũng thấy hơi mệt. Nhưng mà được cái rồi có online shopping thì nên là mấy đồ kiểu gia dụng các thứ Linh không cần phải đi mua. Đó, đây cả mọi người một tí. Bây giờ Linh sẽ ngồi
edit nốt một xíu video, check một chút, xong rồi tí nữa sẽ có các hoạt động gia đình, nấu cơm, nấu nước. Nếu mà lười quá đi chắc là order đồ về tiếp. Hello mọi người, bây giờ thì bọn mình sẽ treo tranh nhá. Linh phải chờ anh Hải tối về thì mới giúp Linh treo được tranh, bởi vì phải có một người ngắm, một người chỉnh bộ khung kính của Frame C thì có rất là đầy đủ những cái dụng cụ. Thế nên bây giờ bọn mình sẽ bắt tay vào luôn. Let's go! Let's do it! Phẩm của hai vợ chồng trong 20 đến 30 phút tối nay đã treo xong tấm này rồi. Thank you. Thank you. Lúc nãy thì Linh đang ngồi research cũng như là lên cái brief, cái research về sản phẩm của mình. Đợt tới thì mình muốn làm một cái video review tất tần tật những cái loại collagen mà mình đã uống. Collagen thì có rất là nhiều, lỏng này, rồi gel này, rồi bột các thứ ABC. Thế nên là sẽ mất thời gian bởi vì mỗi loại thì mình phải uống một chút ấy. Và anyway, hôm nay thì mình đang uống em Inner Bee Glow Shock Collagen. Mình mới nhớ rất là mình toàn show của mọi người trên story thôi chứ chưa có quick review bao giờ cả. Thế nên là tiện thể đang quay vlog thì Linh sẽ review cho mọi người qua luôn về em này, để các bạn nào mà quan tâm thì đỡ phải chờ quá lâu cho đến cái video review tật kia. Bạn này thì là cái collagen mà có vị dễ uống nhất mà mình từng uống. Nó có kiểu vị xoài hơi chua chua ngọt ngọt ấy, không quá là khấu một chút nào cả. Và so với cả những cái loại collagen uống khác mà Linh từng sử dụng đó, thì mình thấy là nó có giá cả hợp lý nhất, kinh tế nhất. Đặc biệt là lúc mình săn sale thì mình có thể duy trì uống collagen đều đặn mỗi tháng hơn mà không phải lo quá về ví tiền so với những cái loại khác. Em này thì tất nhiên là tác dụng chính của nó là bổ sung thêm collagen cho mọi người. Thì nói chung là collagen thì mọi người tăng thêm nó sẽ giúp cho kiểu như là da căng mượt hơn, độ đàn hồi tốt hơn. Bởi vì nói chung là càng lớn tuổi, càng về già thì độ collagen tự nhiên ấy nó cũng sẽ mất đi. Đó thì tác dụng chủ yếu của em nó là như vậy. Thành phần chính của em này thì tất nhiên là có collagen và elastin, nhưng mà nó dưới dạng cái phân tử peptide rất là siêu nhỏ. Thế nên là nó có khả năng thẩm thấu cũng như là hấp thu vào trong cơ thể một cách tốt hơn. Về cách sử dụng thì thực ra Linh có share cả mọi người trên story rồi, nhưng mà đại loại là mình sẽ uống một lọ này một ngày. Và đặc biệt là Linh chỉ thích uống khi mà để trong tủ lạnh thôi. Mình có cảm giác là để trong tủ lạnh thì nó dễ uống hơn rất là nhiều ấy. Linh thấy giá nó khá là tốt ấy, thế nên là bạn này rất là recommend. Anyway thì mọi người hãy chờ cái video review tật của Linh trong thời gian sắp tới để mình có thể khám phá thêm được một cách cụ thể hơn về bạn này cũng như là những bạn quen Linh khác nhá. Anyway thì hôm trước Linh cũng có post ở trên Facebook page của Linh là Linh thấy Inner Bee đang có cái cuộc thi review là gấp đôi Aqua Rich Double Up quả xinh, và Linh thấy là giải thưởng có thể lên tới 10 triệu đồng liền. Thế nên là bạn nào mà cũng có hứng review này, đã từng sử dụng qua sản phẩm hoặc là muốn tập tành làm beauty blogger chẳng hạn, thì mọi người có thể tham gia và tìm hiểu thêm thông tin ở phía dưới phần description box nhé. Linh sẽ để link cho bạn nào mà có hứng tham dự.